Ngọc Thủy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một điều chắc chắn rằng sự quan tâm lẫn nhau luôn là chất xúc tác quan trọng để gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, khiến cho các thành viên trong nhà của chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có rất là nhiều các cặp vợ chồng trải qua một thời gian dài bên nhau thì họ quên mất cái chuyện là phải quan tâm lẫn nhau nhiều hơn. Và ngược lại thì cũng có những trường hợp là các cặp quan tâm đến nhau quá nhiều dẫn đến sự vô tình xâm phạm đời tư cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì làm sao đây thưa quý vị? Làm sao để chúng ta có được cái cách quan tâm thật là tinh tế, nhẹ nhàng mà mọi người vẫn cảm thấy là dễ chịu khi ở bên cạnh nhau đây? Thưa quý vị, một cách rất là đơn giản thôi, Ngọc Thủy nghĩ rằng là chúng ta ít nói thôi, lắng nghe nhau nhiều hơn, quan tâm chia sẻ từ bên trong, đúng không ạ? Với những cái hành động mà quan tâm thầm lặng á, thì dễ dàng khiến cho đối phương cảm thấy ấm áp hơn, và đó chắc chắn là cái hành động đáng yêu nhất, lãng mạn nhất luôn đó. Vậy thì có một cách để chúng ta chia sẻ cái sự quan tâm thầm lặng một cách tinh tế nhất, đó là cách chúng ta hãy thể hiện qua mỗi bữa ăn trong gia đình của mình. Một cái bữa ăn an toàn, đảm bảo sức khỏe thì cũng là cách để thể hiện tình yêu thương đối với những thành viên trong gia đình, có đúng không ạ? Và nói đến đây thì có lẽ quý vị cũng đoán được là Ngọc Thủy đang muốn giới thiệu một cái trợ thủ rất là đắc lực nên có trong mỗi gia đình của chúng ta thưa quý vị. Đó chính là chiếc tủ lạnh mang thương hiệu Awa với mã sản phẩm là AQR IVK378EB sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều những tiện ích. Và đây thưa quý vị, đây là chiếc tủ lạnh Awa, một cái trợ thủ đắc lực tuyệt vời có thể hỗ trợ cho quý vị chăm sóc người bạn đời của mình tốt hơn, thể hiện cái sự quan tâm thật là nhẹ nhàng và tinh tế với những tính năng riêng biệt của nó. Đầu tiên đó chính là ứng dụng công nghệ inverter siêu tiết kiệm điện, hóa đơn tiền điện mỗi tháng sẽ giảm đi rất là nhiều. Thứ hai đó chính là một cái ngăn magic room ở bên trong có thể giúp các bạn tùy chỉnh nhiệt độ theo ý muốn từ -18 độ C đến 5 độ C để có thể bảo quản nhiều loại thực phẩm khác nhau. Và tiếp đến đó chính là một cái ngăn trữ nước ở bên ngoài như thế này giúp tối ưu hóa sự trải nghiệm cho gia đình bạn với một ngăn lấy nước cố định ở bên ngoài và vô cùng thuận tiện. Tiếp đến nữa đây thì quý vị có thể nhìn thấy một cái ngăn đông đây ạ. Cái phần ngăn đông được tích hợp ở bên dưới tủ lạnh như thế này cũng là một điểm sáng thay đổi khác biệt về thiết kế của chiếc tủ lạnh Awa của chúng ta. Tiếp đến đó chính là chế độ làm lạnh 360 độ có thể làm lạnh đều khắp tất cả các ngăn trong ngăn mát tủ lạnh, sẽ giúp cho chúng ta bảo quản thực phẩm tốt hơn và an toàn hơn nữa. Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn tổng thể của chiếc tủ lạnh Awa ngày hôm nay đây. Quý vị có thấy một cái màu đen tuyền rất là đẹp mắt, rất là sang trọng và cũng rất là gọn gàng, đúng không ạ? Phù hợp với mọi không gian nhà ở và đặc biệt là phù hợp với những căn nhà mà có diện tích nhỏ gọn, đúng không ạ? Bởi vì trong nó rất là gọn gàng mà cũng không kém phần sang trọng. Thiết kế bên ngoài thì còn có gì đặc biệt nữa hay không thưa quý vị? Chúng ta hãy quan sát đây ạ. Với một cái ngăn đông được thiết kế ở phần dưới của tủ lạnh cũng là một cái thiết kế rất là phá cách và thời thượng, là một cái điểm nhấn mạnh trong cái gian bếp của nhà chúng ta. Bước vào thấy một chiếc tủ lạnh mà có cái ngăn đông ở phía bên dưới này thì nó cũng đặc biệt lắm, đúng không ạ? Đầu tiên, một cái điểm nhấn rất đặc biệt của chiếc tủ lạnh Awa này mà nhìn vào thôi là chúng ta có thể thấy ngay rồi quý vị ạ. Ngay trên chiếc cửa tủ lạnh này được tích hợp một cái ngăn lấy nước cố định và vô cùng tiện lợi, đúng không ạ? Rất là dễ dàng, chúng ta không cần phải mở tủ lạnh ra lấy nước rồi mở ngăn đông ra lấy đá, như vậy thì rất là mất thời gian và rất là hao phí điện năng nữa, đúng không ạ? Ở đây thì rất là đơn giản thôi, nào quý vị cùng nhìn nha. 1, 2, 3 giây thôi là chúng ta có thể hứng đầy một cái ly nước và uống thật là mát lạnh rồi, đúng không nào? Quý vị hãy cùng quan sát bên trong cánh cửa tủ lạnh này như thế nào nha. Quý vị có thấy gì không ạ? Đây là ngăn chứa nước, cái phần nước mà Ngọc Thủy vừa lấy ra. Và cái ngăn chứa nước này chúng ta có thể tháo ra ngoài rất là dễ dàng để mang đi vệ sinh ngăn chứa nước cũng như là mang đi vệ sinh cả cái vòi ở đây luôn quý vị ạ. So với những cái dòng tủ lạnh thông thường khác thì cái ngăn chứa nước này nó được cố định hẳn luôn trong cánh cửa tủ lạnh, cho nên chúng ta không thể nào tháo ra để vệ sinh được. Như vậy thì lâu ngày vi khuẩn nó sẽ tích tụ trong ngăn chứa nước cũng như là vòi và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và Awa đã thay đổi điều này khiến cho chúng ta có thể dễ dàng tháo lắp ngăn chứa nước rất là nhanh chóng để bảo vệ sức khỏe của những người thân trong gia đình của chúng ta. Rất là tuyệt vời, đúng không quý vị? Và đây thưa quý vị, còn một cái hệ thống đèn LED rất là tuyệt vời nữa. Chỉ cần mở cánh cửa tủ lạnh ra thôi là chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rồi ạ. Đây, hệ thống đèn LED trông rất là trang nhã và tinh tế, đúng không ạ? Nó có thể soi rõ từng ngóc ngách của chiếc tủ lạnh này, giúp chúng ta có thể là dễ dàng lấy thực phẩm ra cũng như là sắp xếp thực phẩm bên trong ngăn mát tủ lạnh một cách thật là gọn gàng và ngăn nắp. Đây quý vị hãy nhìn tổng thể thiết kế của chiếc tủ lạnh này đây. Một cửa, hai cửa và ba ngăn đây. Một ngăn
2 ngăn và 3 ngăn. Với 3 ngăn được thiết kế độc lập và riêng biệt như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta bảo quản nhiều loại thức ăn khác nhau một cách dễ dàng mà không có lo là các mùi thức ăn bị lẫn lộn lại với nhau. Có thể nói chiếc tủ lạnh này đã thiết kế phân biệt các ngăn rất là hợp lý và khoa học. Và một cái ngăn rất là đặc biệt nữa, quý vị hãy cùng quan sát đây nha, đó chính là ngăn Magic Room, được thiết kế kín và hoàn toàn riêng biệt luôn. Với ngăn này thì rất là đặc biệt nha, chúng ta có thể tự điều chỉnh nhiệt độ từ âm 18 độ C cho đến 5 độ C và không bị ảnh hưởng đến nhiệt độ của toàn tủ lạnh luôn, thưa quý vị. Rất là đặc biệt đúng không ạ? So với những dòng tủ lạnh thông thường khác, nếu như mà nó có tích hợp thêm cái ngăn đông mềm á thì nó chỉ cố định một nhiệt độ duy nhất thôi, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với cái ngăn Magic Room của chiếc tủ lạnh Aqua mà Ngọc Thủy đang giới thiệu thì nó tiên tiến hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể tùy chỉnh nhiệt độ từ âm 18 độ C cho đến 5 độ C luôn. Có nghĩa là chiếc ngăn này có thể biến thành một cái ngăn đông cứng nè, một cái ngăn đông mềm và cả thành một cái ngăn mát luôn. Rất là tiện lợi và chúng ta có thể đựng được nhiều loại thực phẩm khác nhau. Và nếu như mà bạn muốn thực phẩm đông mềm ở trong chiếc ngăn Magic Room này đó thì Aqua khuyến nghị là bạn nên điều chỉnh ở nhiệt độ là âm 7 độ C, bởi vì đó chính là nhiệt độ dành cho thực phẩm đông mềm tốt nhất. Tuy nhiên tùy thuộc theo từng loại thực phẩm hoặc là nhu cầu đông mềm của mỗi người mà chúng ta sẽ tùy chỉnh nhiệt độ của ngăn Magic Room này một cách thật là linh hoạt. Hãy nhìn vào ngăn mát tủ lạnh này thưa quý vị, chứa rất là nhiều đồ ăn trông rất là ngon lành đúng không ạ? Và quý vị hãy cùng quan sát nha, với khay kính ở đây được làm từ kính chịu lực, có khả năng chịu lực rất là tốt. Trong một lúc mà chúng ta để được nhiều thức ăn như thế này, nặng cũng không có lo. Ví dụ như quý vị để một trái dưa hấu, một trái bưởi hay là cả một trái bí ngô cũng không sao nha quý vị. Không có lo là bị hư hỏng bề mặt của kính cũng như là hạn chế tối đa cái việc mà bị trầy xước. Bên cạnh đó thì chiếc tủ lạnh của chúng ta còn được áp dụng chế độ làm lạnh 360 độ. Cái luồng lạnh sẽ phân tỏa đều đi khắp tất cả các ngăn, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon hơn và lâu ngày hơn, đặc biệt là lưu trữ toàn bộ chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Thưa quý vị, và thường khi mà chúng ta mua tủ lạnh, chúng ta rất là ngại cái chuyện mà đồ ăn trong tủ lạnh thì có rất là nhiều và lẫn lộn mùi với nhau, khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? Mở cửa tủ lạnh ra thì cái mùi khó chịu trong ngăn mát tủ lạnh nó sẽ xộc ra ngoài, ảnh hưởng đến cái không khí chung của gia đình. Tuy nhiên thì với chiếc tủ lạnh Aqua ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu còn ứng dụng công nghệ là DioFresh, có khả năng khử mùi và diệt khuẩn rất là tốt, giúp cho tủ lạnh chúng ta lúc nào cũng thông thoáng, không gây ra mùi khó chịu. Và thêm nữa là những thực phẩm được chúng ta bảo quản bên trong tủ lạnh như thế này sẽ được bảo quản tốt hơn, tươi ngon lâu hơn và sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng là bị nhiễm khuẩn. Cho nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta chuẩn bị những cái bữa ăn thiệt là thơm ngon cho cả gia đình mình cùng thưởng thức đúng không ạ? Và với một chiếc tủ lạnh hiện đại sang trọng tinh tế với nhiều tính năng đặc biệt như vậy thì quý vị đang lo là không biết là nó có tiêu tốn quá nhiều tiền điện không đúng không ạ? Vậy thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nha, bởi vì chiếc tủ lạnh này được ứng dụng công nghệ inverter tiên tiến, có khả năng là siêu tiết kiệm điện luôn. Thế là hóa đơn tiền điện hàng tháng của quý vị sẽ nhẹ đi rất là nhiều, cho nên chúng ta không lo vấn đề này ha. Và đây thưa quý vị, trên cánh cửa tủ lạnh còn tích hợp thêm một cái bảng điều khiển cảm biến trông rất là tinh tế và trang nhã đúng không ạ? Trong trường hợp nếu như mà gia đình quý vị có một chuyến đi du lịch dài ngày nào đó thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ là holiday, thì từ đó chiếc tủ lạnh chúng ta sẽ tự động chuyển qua chế độ là tiết kiệm điện năng tiêu thụ và có khả năng là bảo quản thực phẩm bên trong tủ lạnh thật là tươi ngon tối đa là 7 ngày nha quý vị. Một cái chế độ rất là thông minh và tuyệt vời, cho nên quý vị hãy lưu ý thêm chế độ này nha. Và hy vọng rằng qua những tính năng mà Ngọc Thủy vừa giới thiệu thì quý vị sẽ càng yên tâm hơn khi mà chúng ta trữ thức ăn, trữ các loại thực phẩm bên trong chiếc tủ lạnh Aqua này vào chuẩn bị những cái bữa ăn thiệt là thơm ngon cho cả gia đình chúng ta cùng thưởng thức. Và thỉnh thoảng vào mỗi dịp cuối tuần thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bữa ăn thiệt là tinh soạn, bao gồm tất cả những cái món mà người bạn đời của mình thích. Thì đó có phải là một cái sự quan tâm vô cùng tinh tế để vun đắp tình yêu mỗi ngày thêm đủ đầy không ạ? Thưa quý vị, mọi thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay, nếu quý vị muốn biết rõ hơn, hãy liên hệ qua số hotline 1800 585832 hoặc website aquavietnam.com.vn hoặc là liên hệ qua fanpage Aqua Việt Nam quý vị nhé. Ngọc Thủy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.